Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cấp mã QR cho các hộ buôn bán và kinh doanh nhỏ lẻ. Đây được xem là một trong những giải pháp để thành phố thích ứng an toàn với dịch bệnh. Và để thực hiện được điều này thì các địa phương đang triển khai hỗ trợ và cài đặt sử dụng quét mã QR cho các hộ kinh doanh nhằm phục vụ việc giám sát yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp nghi ngờ COVID-19. Là một trong những địa bàn có mật độ dân cư đông, quận Liên Chiểu phối hợp cùng Tổng đài 1022 của thành phố Đà Nẵng triển khai hướng dẫn cài đặt và cấp hơn 3.000 mã QR cho chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, cửa hàng, quán ăn trên địa bàn quận. Mỗi mã QR chứa đầy đủ thông tin của người sử dụng. Toàn bộ dữ liệu này được liên kết về Tổng đài 1022 để trích xuất và truy vết khi có trường hợp nghi ngờ liên quan COVID-19. Khi được triển khai cái mã QR code này thì chị thấy là mình được theo dõi cái người đó đến mua hàng là có được tiêm vaccine chưa, đầy đủ hay chưa, và người đó là có phải là công dân ở đây tới đây hay không. Dữ liệu sẽ được phân quyền cho các cơ sở năm các ủy ban nhân phường có thể khi có tình huống dịch xảy ra là có thể là trích xuất được dữ liệu đối với cái phục vụ chống dịch truy vết liên quan đến cái công tác phòng chống dịch ở địa phương và rất là thuận lợi. Cùng với việc cấp mã QR, chính quyền địa phương cũng triển khai hỗ trợ những cơ sở kinh doanh này xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể phù hợp với điều kiện kinh doanh nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức của người dân hướng đến chung sống an toàn với COVID-19.